Xin thông báo hiện nay thời tiết chuyển biến khó lường, khiến cơ thể dễ bị cảm. Mọi người dân ra đường hãy cẩn thận, không tới những nơi đông đúc và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Xì hơi! Đang là dịch cúm, ho thì phải che miệng lại chứ. Nhỡ mày lây cúm sang người khác thì sao? Tao có đi đâu đâu mà bị cúm được, mày cứ lo xa quá. Tao khỏe mạnh thế này làm sao mà phải sợ. À Mon ơi, tớ nghe nói đang dịch cúm, bọn nó độn giá khẩu trang lên ghê lắm. Hay là tụi mình làm tí kiếm tiền đi bay nhỉ? Hi hi hi. Mày sốt nóng. Mấy thằng làm chuyện đó bị bế hết lên phường rồi đó. Hay mày thích vậy? Tao đã có cách hay hơn giúp cho tương lai của mày sáng lạng. Và xa hơn là giúp tao sớm thoát khỏi thằng ngu như mày. Mày cứ nói thế chứ tao đâu có ngu đến vậy. Mà cách chi đó? Nói mau đi Mon. Từ từ khoai mới nhử được. Xem đây. Búp bê. À mà lộn, tao lấy nhầm rồi. Hương nhân bản. Chắc mày cũng biết phải làm gì tiếp theo rồi phải không? Có phải mày cho tao nhân bản tiền phải không Mon? Hi hi hi. Đừng có mơ. Não mày đúng là phẳng Nobita à. Đang là mùa dịch, bây giờ mày hãy nhân bản thật nhiều khẩu trang đem phát cho cả thành phố. Và quan trọng là in mặt mày lên khẩu trang. Mày nghĩ coi, vậy có khác gì mày là anh hùng của thành phố? Lúc đó nổi tiếng rồi, mọi người sẽ tìm tới mày, mời mày đóng phim, mời mày đóng quảng cáo. Và đương nhiên mày chỉ việc ngồi đếm tiền. Hehehe. Hoan hô Mon, mau triển thôi. Hát gì? Hát gì? Hình như mày bị ốm rồi đó Nô. Tao không sao đâu, cứ tiếp tục đi Mon. Ok, được rồi đó Nobita. Let's go! Thông báo mới, truy nã một thanh niên giải rác khẩu trang không rõ nguồn gốc, khiến toàn bộ người dân gia súc gia cầm chó mèo chim chuột rán mối khi sử dụng khẩu trang có in mặt thanh niên này đều bị hôi miệng và đi ngoài. Thôi xong, quả này vỡ mồm rồi, mình đã nghi nó bị cúm rồi mà. He he, cuối cùng mình cũng đã phát hết khẩu trang, phải về báo tin vui này cho thằng Mon mới được. He he. Mon ơi, tao nổi tiếng rồi. Người ta tới xin chữ ký của tao quá trời. Ủa, nó chạy đâu rồi nhỉ? Ủa, cái gì đây? Nô thân mến, ta phải về tương lai một thời gian. Con Doremi nó mới đẻ, ta phải chăm hộ con chó nhà nó. Mày ẩn lại nhớ bảo trọng. À mà người ta tới đưa mày đi cách ly đó, nhớ bảo trọng. Tao không muốn nổi tiếng nữa đâu.